Tuấn Triều, Ngọc Tuệ thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm một bài học nhỏ với tựa đề Đèn phải thắp lên, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Luca chương 12 từ câu 35 đến câu 40, bản truyền thống Hiệu Đính. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lưng các con phải thắt lại, đèn các con phải thắp lên, các con phải làm như những người đang chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để khi chủ về đến, gõ cửa thì mở ngay. Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ đang thức canh. Thật, ta bảo các con, chủ sẽ thắt lưng mình, mời các đầy tớ ngồi vào bàn tiệc và đến phục vụ họ. Nếu canh 2, canh 3, chủ trở về thấy các đầy tớ như vậy thì thật là phước hạnh cho họ. Hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết được kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ không để cho nó xâm nhập nhà mình. Các con cũng phải sẵn sàng vì con người đến trong giờ các con không ngờ. Câu gốc hôm nay được chép trong Luca chương 12 câu 35. Lưng các con phải thắt lại, đèn các con phải thắp lên. Đã giữa trưa nhưng mặt trời vẫn chưa xuất hiện. Ngày đen tối của vùng New England bắt đầu vào sáng ngày 19 tháng 5 năm 1780 và kéo dài hàng giờ. Nguyên nhân của sự tối tăm kỳ lạ này có thể là do những đám khói dày đặc từ các trận cháy rừng lớn ở Canada. Nhưng nhiều người tự hỏi liệu đó có phải là ngày phán xét hay không? Hội đồng thống đốc Connecticut, Thượng viện đang họp và khi một số người cân nhắc việc hoãn lại vì trời tối, Abraham Davenport đã trả lời: "Tôi phản đối việc hoãn lại. Ngày phán xét hoặc đang đến gần hoặc không. Nếu không thì không có lý do gì để hoãn. Còn nếu đúng như vậy thì tôi muốn được thấy khi đang làm nhiệm vụ của mình. Vì vậy, tôi ước rằng những ngọn nến được mang đến." Mong muốn của Davenport là được thấy đang trung tín thực hiện công việc mà Chúa giao cho ông làm vào ngày Ngài trở lại. Điều này minh họa cho lời phán của Chúa Giê-xu: lưng các con phải thắt lại, đèn các con phải thắp lên. Các con phải làm như những người đang chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để khi chủ về đến, gõ cửa thì mở ngay. Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ đang thức canh. Phục vụ Chúa là điều tốt, dù ngày hay đêm. Ngay cả khi bóng tối xâm chiếm, thì lời hứa của Ngài dành cho tất cả những ai trông đợi Ngài vẫn y nguyên. Giống như những ngọn nến trong bóng tối, nguyện ánh sáng của chúng ta chiếu sáng trước mặt mọi người để họ thấy và cũng yêu mến phục vụ Ngài. Bạn sẽ thay đổi gì trong cách mình làm việc, phục vụ nếu bạn biết Chúa Giê-xu sẽ trở lại vào ngày mai? Hôm nay, bạn sẽ chiếu ra ánh sáng của Ngài như thế nào? Giờ này, chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Lạy Chúa, xin kiếp đến. Nguyện Ngài sẽ thấy con sẵn sàng vào ngày đó và cách con sống trong hiện tại sẽ thu hút người khác đến với Ngài. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.